Dạ, xin mến chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại kênh Út Mai Vàng Tịnh Biên. Dạ, lời nói đầu tiên Út Mai Vàng Tịnh Biên xin kính chúc tất cả quý cô chú và anh chị đam mê mai vàng trên một miền đất nước luôn nhiều sức khỏe, an lành, hạnh phúc và thành công. Dạ, hôm nay là ngày 25 tây tháng 12 năm 2023. Em có sưu tầm về được 8 phô mai vàng bonsai nghệ thuật rất là đẹp và một cặp trang dán con công ạ. Xin giao lưu cùng cô chú anh chị em ạ. Chị. Em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả quý cô chú và anh chị em đã nhiệt tình ủng hộ cho em clip hôm qua nha, rất mau lẹ, rất nhiệt tình. Dạ, hy vọng clip này kính mong quý cô chú và anh chị nhiệt tình ủng hộ cho em được suôn sẻ và mau lẹ. Địa chỉ Tàu Lạc đây mà tại thị xã Tịnh Biên, cách chợ cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 500m của chú anh chị. Số điện thoại em là 0919755533. Em tên Út nha. Em có để số điện thoại bên góc phải màn hình của chú anh chị. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của em ạ. Dạ, Facebook của em là bonsai Tịnh Biên. Cô chú anh chị gọi là bonsai Tịnh Biên là có cái trang cá nhân em nha. Vậy rồi không để mất thời gian quý báu của cô chú anh chị, em vào cây số 1 đầu tiên luôn ạ. Và cây số 1 đầu tiên là cây mai vàng chực lắc, cành phóng rất đẹp của chú anh chị. Và cây này em cũng bao bông cho cô chú anh chị ạ. Bông dảo thôi chú anh chị, bông 5, 7, 9, 12 cắn nha. Bông rất đẹp ạ. Cốt cành của chú anh chị về rất mau chơi của chú anh chị. Đó, cốt cành phóng nè, lắc lượng 3D nha. Rồi anh xe đi. Hôm nay lên 8 phôi thì giá mềm sinh viên của chú anh chị. Kính mong quý cô chú anh chị ủng hộ cho em nha. Cây này rất dễ thương của chú anh chị. Nó được cái củ nha, củ rất đẹp à. Cốt cành bay to lực. Cây này không thèo dít của chú anh chị. Rồi, em cho xin thông số em. Cao là 40. Dạ, chiều cao 40 à. Kính bầu 38. Được kính bầu 38 à. Củ đặt là 50. Củ đặt là 50 à. Hoành thân là 21. Hoành 21 à. Hoành không nói lên tất cả của chú anh chị, quan trọng cái đẹp nha của chú anh chị. Cành phóng là 14. Rồi, cành phóng là 14 à. Quan trọng cái đẹp, cây nghệ thuật của chú anh chị. Cây này mình làm cây để bàn là hết sảy luôn. Cây này cũng rất già chú chị, nó đang lên xù nha chú chị, nó đang lên xù nha. Tương lai của chú chị về mình nuôi lên xù nhiều lắm ạ. À. Rồi, cây mai vàng mã số 1 đầu tiên, em xin mong phép giao lưu cùng chú chị giá 1.900.000 ạ. À. Em bao ship toàn quốc ạ. À. Rồi, xin mời quý cô chú chị bước vào cây mã số 2 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Rồi, tiếp tục vào cây mã số 2 ạ. À. Vậy cái mã số 2 cũng là cây mai vàng chực lắc cành phóng luôn của chú chị. Cây này bộ đế đẹp lắm chú chị. Đó. Để gì trái bi gợi của chú chị. Cái này cũng bao bông cho chú chị nha. Bông 5, 7, 9, 12 cánh à. Bông rất đẹp à. Em xem đi em. Mấy cái này mình làm cái hàng bonsai để bàn rất là đẹp của chú chị. Hết sảy luôn nha. Chật lắc mà cành phóng nữa. Cành phóng rất đẹp luôn. Rồi em cho xin thông số em đi. Cao là 47. Dạ, chiều cao 47 à. Kính bầu 42. Được kính bầu 42. Cụ đặt là 60 ạ. Hoành thân là 24. Hoành 24 của chú anh chị. Cốc chi cành phóng là 15. Cốc chi cành phóng là 15 ạ. Cây này ở ngoài đẹp lắm của chú anh chị. Cây không thèo dít nha. Cây ngoài nhìn phê lắm của chú anh chị. Em mời mới cũ lại nha. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 2, em xin mang phép giao lưu cùng với chú chị giá 2.200.000 ạ. À. Em cũng bao ship toàn quốc ạ. À. Dạ rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 3 của chú chị. Dạ, em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 3. Dạ, cái mã số 3 là cây mai vàng siêu quái của chú chị. Cái này chủ nhà sửa nó sẵn rồi chú chị, sẵn vào lò xo luôn. Cực kỳ quái của chú chị. Vậy cái này em cũng mạnh miệng bao bông cho cô chú chị ạ. À. Bông dảo của chú chị. Bông 7, 9, 12 cánh à. Bông rất đẹp à. Em xem đi. Cái này cốt cành có sẵn của chú chị. Rất là mau chơi của chú chị. Cái này em cũng có ý tưởng là lật đổ phá thế của chú chị. Phá thế cây chơi cây đổ quái nha. Cái này của chú chị mình về mình nghiên cứu mà chơi cây đổ chú chị. Em dừng đi. Nghiên cứu là mình nghiêng xuống của chú chị. Nghiêng xuống mình bật xuống của chú chị. Mình chơi cây giọng đổ nha. Đó, em có ý kiến gì thôi thì theo của chú anh chị mình chơi nha, chơi cái quái thì để gì, còn mình chơi cái đỏ mà lật xuống cho chú anh chị. Rồi em chào xin số em. Ở ngoài nó quái cực kỳ của chú anh chị.
sẵn nè. Cao là 55. Dạ chiều cao 55 ạ. Đường kính bầu 45. Đường kính bầu 45. Cú đặt là 40. Cú đặt là 40 ạ. Thân là 24. Hoành 24 ạ. Cái này là lặt cái đổ là tê lắm cô chú anh chị. Tê lắm nha. Đó, cho chú anh chị nhìn cái gọng nè. Gọng nó quái nè. Như khèo heo vậy đó. Nó sắn 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 nha. Sắn rất đẹp, em bấu vô cái đồ sắn nè. Dữ lắm cô chú anh chị. Vậy rồi, cây mai vàng mã số 3. Em xin mang phép giao lưu cùng chú anh chị giá 2.400.000 ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ạ. À. Dạ rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 4 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục cây mã số 4 ạ. À. Dạ, cây mã số 4 là cây mai vàng siêu quái của chú anh chị. Cái này là cốt cành là lát 4D luôn nha. Hút 3D luôn. Dạ, cây này em cũng mạnh miệng bao bông cho cô chú anh chị ạ. À. Bông giảo của chú anh chị. Bông 7-9-12 cánh của cô chú anh chị. Em có ốp hình bông cô chú anh chị tham khảo ha. Rồi, em xem nè. Cái nào em thấy mặt bông em mới mạnh miệng bao bông cho cô chú anh chị nha. Bên em mua bán rất uy tín à. Cái này dán thế ngoài đẹp đúng không chú chị? Trực lắc mà quái luôn chú chị. Quái gì cái này nha. Rồi, em dừng lại em cho trong số đi. Rồi để hết sức nào để rồi. Nguyên cái đít chà bá luôn. Xe này về đó. Cao là 35. Dạ chiều cao 35 ạ. À. Đường kính bầu 45. Cái củ đặt là 73. Củ đặt là 73. Thân là 27. Hoành 27 của chú anh chị. Cốc cành số 1 nha. Rồi đôi hoành số 2 luôn. Cốc chi này là 20. Cốc chi số 1 là 20 ạ. À. Cốc chi số 2 là 19. Số 2 là 19 ạ. À. Cây rất đẹp của chú anh chị. Cây không thèo dít cho chú anh chị. Nè, chú anh chị nhìn nè. Để hết sức để nha. Mặt nào cũng như mặt đó của chú anh chị. Cây cực kỳ đẹp nha. Cây nhìn ngoài phê lắm chú anh chị. Chưa cái thẹo luôn của chú anh chị. Nó liền kít luôn nha. Không có thẹo luôn của chú anh chị. Nó liền do luôn của chú anh chị. Cây không theo dít luôn chú anh chị. Em mới cũ em. Giờ gọi cây mai vàng siêu quái mã số 4. Em xin mạng phép giao lưu cùng của chú anh chị giá 4.500.000 ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ạ. À. Dạ rồi, xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 5 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Dạ rồi, tiếp tục vào cây mã số 5 ạ. À. Dạ, cây mã số 5 cũng là cây mai vàng siêu quái của chú anh chị. Lắc 4D luôn nha. Em xem đây. Dạ, cây này em cũng mạnh miệng bao bông giảo cho cô chú anh chị ạ. À. Bông 7-9-12 cánh à. Bông rất đẹp của chú anh chị. Ở ngoài cực kỳ quái nha. Đôi lúc mình quay video của chú anh chị, mình thấy cái không có thấy độ co lắc của nó nha. Đó, cái này chỉ mình quay cận cảnh vậy nè, cô chú mới thấy cái độ co lắc nó quái, cực kỳ quái luôn. Này đế siêu đẹp nha. Rồi, em cho xin số em. Cao là 42. Dạ, chiều cao 42 ạ. Đường kính bầu là 46. Đường kính bầu 46. Cái cú đặt là 65. Cú đặt là 65 ạ. Hoành thân là 25. Hoành 25. Cốc chỉ số 1 là 14. Cốc chỉ số 1 14. Cốc chỉ số 2 là 15. Chỉ số 2 15, cái ngọn 15 ạ. À. Em xem đây. Cái này cô chú anh chị mình về chơi gin khỏi ghép chú anh chị. Em bao bông đẹp của chú anh chị cứ tự tin mà nuôi nha. Bên vườn em bán rất là uy tín à. Thấy bông em mới dám bao bông cho cô chú anh chị của chú anh chị. Chú anh chị nhìn cái độ co lắc nha. Nó lắc là hút 4D luôn. Ở đây nó gặt nhìn ngoài cây ngoài gân guốc lắm chú anh chị, dữ lắm nha. Giờ rồi cây mai vàng siêu quái mã số 5 em xin mang phép giao lưu của chú anh chị giá 3.700.000 ạ. À. Em bao ship cho cô chú anh chị toàn quốc ạ. À. Giờ rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 6 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Giờ rồi tiếp tục vào cây mã số 6 ạ. À. Và cây mã số 6 là cây mai vàng siêu quái của chú anh chị. Nó co lắc nha, co lắc mà có cành phóng của chú anh chị. Cành phóng rất đẹp nha. Vậy cái này em cũng mạnh miệng bao bông cho chú anh chị ạ. À. Bông 7-9-12 cánh à, bông rất đẹp của chú anh chị. Em xem đi em. Cái thằng chủ lắc rất đẹp của chú anh chị.
Cây này em tính quất nhân này cho anh chị, mình nữa mình đạnh mình làm cái cành rất rất đẹp nha. Em thì để nguyên si cho chú anh chị nha. Mình thích cành phóng mình đó, mình làm cành phóng. Còn làm cành rất rất đẹp cho anh chị. Cái dáng này ít có nha chú anh chị, đánh nguyên cành rất rất đẹp nha. Rồi, em cho xin một số đây. Cái thằng chủ này chú anh chị. Lắc lượng rất đẹp nha. Ở đây nó gặn cái của chú chị, nó gặn cái mới lên một cái cành phóng nha. Đó, nữa mình điểm mình làm cành lớn rất rất đẹp luôn. Cao là 56. Dạ chiều cao 56 ạ. Đứng bầu 45. Đứng kính bầu 45. Củ đặt là 62. Củ đặt 62. Hình thăng là 28. Hoành 28 ạ. Phóng dài là 58. Cành phóng dài 58 ạ. Cúc chi này là 13. Cúc chi 13, em đo cành phóng nhiêu em? Cành phóng là bữa ba của chú anh chị. Cây ngoài rất là duyên dáng của chú anh chị. Nó của chú anh chị thấy cái thằng chủ ha, nó lắc nha. Lắc lượn nó gặt nhìn nó gân gút lắm chú anh chị. Cây đời em bao đế đẹp nha. Ở trước có mấy chừng triệu chú anh chị rất là to nha, rất là lực luôn. Em bấu cái cốc cành nha. Đó, cốc nào cũng lấy chà bá luôn chú anh chị. Cây ngoài em bao đẹp bao phê cho cô chú chị nha. Vậy rồi cây mai vàng mã số 6 em xin mong phép giao lưu cùng chú chị giá 4.700.000 ạ. Em cũng bao ship cho chú chị toàn quốc ạ. Vậy rồi xin mời quý cô chú chị bước vào cây mã số 7 ạ. Em xin mời ạ. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã số 7 ạ. Vậy cái mã số 7 cũng là cây mai siêu quái của chú chị. Lắc lượng dáng lông luôn nha. Cây cũng có một cành phóng của chú chị, lả lướt luôn nha. Dạ cái này em cũng mạnh miệng bao bông cho cô chú anh chị ạ. À. Bông 7, 9, 12 cánh của chú anh chị. Bông rất đẹp nha. Cái nồi đế là miễn bàn luôn. Rồi em xem đây. Mặt nào cũng đẹp chú anh chị. Mặt nào mà đế cũng đẹp chứ nha. Thằng chủ nó lắc nó gặt nha chú anh chị. Nó sắn nha, nó sắn 4D luôn chú anh chị. Rồi em cho xin đồng số em mày. Dạ chiều cao 50 à. Đường kính bầu 55. Đầu đế là chàng miệng dây luôn. Củ lửng trên đây là 86. Củ lửng là 86 ạ. Hoành thăng là 31. Hoành 31 ạ. Cốc chi số 1 16 ạ. Cây ngoài rất đẹp chú anh chị. Lắc lượng rất đẹp nha. Em mơm cái đầu đế nè. Đầu đế ngoài khủng lắm chứ cô chú anh chị. Dạ rồi, cây mai vàng mã số 7. Em cũng xin mạng phép giao lưu cùng chú anh chị giá 4.700.000 luôn ạ. À. Dạ em cũng bao ship toàn quốc ạ. À. Dạ rồi xin mời quý cô chú anh chị bước vào cây mã số 8 ạ. À. Em xin mời ạ. À. Vậy rồi tiếp tục vào cây mã số 8 ạ. À. Vậy cái mã số 8 là cây mai tứ quý của chú anh chị. Một thân một cốt của chú anh chị. Cái này em mua được giá rẻ, em giao lưu giá rẻ cho cô chú anh chị về mình chơi nha. Đây, đế nè, đế miễn bàn nha. Cái này em mới về luôn chú anh chị. Em chưa có vệ sinh luôn nha. Nó còn lông lá trơn nè. Đó. Một thân một cốt gõ nát luôn. Cốt cạnh cũng đóng đều của chú anh chị. Rồi em xe đây. Để khá thôi chú anh chị. Để khá thôi nha. Mình không có nói để whip của chú anh chị. Tại cây mình mua cũng hơi rẻ chú anh chị. Đó, nói chung là thường cốc cạnh thôi chú anh chị. Cốc cạnh đóng rất đẹp nha. Rồi, em cho xin đồng số đây. Cái này về mình ghép siêu bông Bình Lợi, siêu bông Sài Gòn hay gì chú anh chị. Cô chú anh chị. Chiều cao là 1m. Dạ chiều cao 1m ạ. Bầu là 57. Đường kính bầu 57 ạ. Củ đặt là 80. Củ đặt 80. Hoành thăng là 41. Hoành 41, tính của chú chị 40 của chú chị. Tổng nồi đế nghe như tổng đế chàng ở đây nè. Cho chú chị tham khảo nha. Tổng nồi đế là 120. Tổng nồi đế 120 ạ. À. Chi số 1 là 14. Cúc chi số 1 14 ạ. À. Rồi em xe đây. Em quay lại cho chú chị xem bộ đế nha. Nói chung là đế 5 nút của chú chị, 5 nút nha.
hay là mặt hậu nè, cũng có đế của chú anh chị, cũng có đế nha. À, mặt tiền là miễn bạn luôn, mặt tiền đế đẹp lắm chú anh chị, đế đẹp lắm nha. Cốt cành là to lực luôn. Ở cốc nào đấy cho bá luôn, một thân một cốt chú anh chị. Được rồi, cây mai tứ quý mã số 8 em xin bằng phép giao lưu cùng chú chị giá 4.500.000 ạ. À. Em bao ship cho cô chú chị toàn quốc ạ. À. Được rồi, xin mời quý chú chị bước vào cây mã số 9 ạ, à, là cặp trang ạ. À. Em xin mời cô chú chị ạ. À. Được rồi, tiếp tục vào cây mã số 9 ạ. À. Mã số 9 là một cặp trang của chú chị, một cặp trang nha. Cặp trang dáng cặp công ạ. À. Dạ, cặp này cũng phân biệt là con đực con cái nha, cặp nguyên ương à, phu thê à. Con trên đây là cái màu nó cao hơn của chúng chị, mỏ đỏ nha, là con đực à. Còn con cái của chúng chị mỏ vàng nha, mỏ vàng à, cái bụng nó cái ức nó hơi bự tí rồi chúng chị. Cái này cũng có, nó đang có em bé vậy đó. Cây rất đẹp chúng chị. Cái này được cái hai màu chú anh chị, màu vàng với màu đỏ nha. Đó, màu đàn vàng màu đỏ à. Hôm bữa em có bán được hai cặp của chú anh chị. Đó, mà lâu rồi mới được sưu tầm được một cặp nữa nha. Cặp này là cực kỳ đẹp nha. Đẹp hơn cặp đầu tiên em giao luôn luôn à. Nó hoàn mỹ luôn. Rất đẹp chú anh chị. Cái này mình đem về là mình đón xuân mới nha. Cái này cũng đang làm nụ rất nhiều chú anh chị. Đó, em làm xử lý nụ bông của chú chị và mình đón xuân mới nha. Xuân mới là ngay chốc luôn nha. Tại vì ở đây tới Tết là còn khoảng hơn tháng nữa là chú chị là nút nụ nhiều lắm nha. Nè, em quay cho chú chị nha. Đó. Cái này mình chơi được hai màu chú chị. Hai màu nha. Rất là hoàn mỹ luôn. Một cặp quy ngưng phu thê. Một con trống, một con mái à. Cái mày khủng khiếp luôn chú chị. Cực kỳ đẹp luôn nha. Ở đây trong kẹt em không đi vô đó được, em quay lại của chú anh chị, quay bên đây lại nha. Em bảo của chú chị là cây ngoài rất phê rất đẹp nha. Rồi em báo đồng số cho chú anh chị nha. Bên đây là con công đực nha, con trống nha. Con trống thì từ mặt chậu của chú anh chị em đo lên tới chót đuôi đó là 1m7 nha, 1m7 à. Cái đuôi từ bên đây của chú anh chị qua tới đuôi bên đây nha là nó 2m à. Đó, còn cái con mái á là nó hơi lụm tí nha, nghĩa là từ mặt chậu lên chú chị, lên tới cái chót đuôi trên đó chú anh chị, đó là 1m6 nha. Bên kia 1m7, bên đây 1m6. Cái chót đuôi từ bên đây qua tới bên đây nó là 1m9 của chú anh chị, 1m9 nha. Con đực nó hơi bự hơn xíu, nghĩa là bên con đực bên cái đuôi chót đuôi là 2m nha, bên con cái là 1m9 à. Chung là 9-10 nha. Đó, con trống thì phải cao hơn con đực rồi. Đó, cô chú anh chị phân biệt cái màu nha, cái màu nó cao chú anh chị, con đực mà. Đó, cái mỏ nè, mỏ màu đỏ nha. Còn bên đây là con cái là mỏ màu vàng của chú anh chị. Đó, cái màu nó hơi nhắn hơn nha. Đó, cô chú anh chị nhìn dễ biết lắm. Rất đẹp chú anh chị. Cái bụng này hồi nãy em đo hảo chú anh chị nó là khoảng 2m chú anh chị, 2m quạnh nha, nó bự lắm. Em ôm thử em, em ôm vô chú nhìn vô nó, ôm hông giáp cho chú anh chị bự lắm nha. Đây con trống này em ôm thử nha. Đây, con trống này nó bự lắm chú anh chị ơi. Đó, nam mà nam phải lúc nào phải lớn còn hơn nữ nha. Đó, to xác hơn. Đó, cái này cặp này của chú anh chị về mà để trước cửa nhà là rất là đẹp của chú anh chị nha. Bên con trống, bên con mái à. Đó, cặp quy ngưng phu thê nha. Đó, Tết của chú anh chị đem về đón xuân mới, xuân 2024 là như ý luôn à. Vậy rồi, cái cặp công phu thê em xin bằng phép giao lưu cùng chú anh chị giá 17 triệu à. Em bao ship cho cô chú anh chị 300 cái số nha. Cặp này em phải thuê xe tải chở tới nhà của chú anh chị nha. Cặp này em không có gửi vụ à, ở ngoài nó khủng nữa chú anh chị. Nó cặp này không em để nữa, hút nửa lộ luôn nha chú anh chị, hút nửa lộ luôn à. Nó không có nào ship dịch vụ được, em phải vận chuyển bằng xe tải chú anh chị. Đó, còn chú anh chị ở xa thì thương lượng với ship lại với em nha. Em chỉ bao 300 cây số à. Được rồi, cặp công mã số 9 là cũng là cuối clip à. Dạ, cuối clip em xin chúc toàn thể cô chú anh chị xem clip đi vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc bắt tay.
cô chú anh chị có đi ngang qua thấy hay thì nhớ nhắn cho em xin một đăng ký kênh, một lượt like, một lượt chia sẻ để em có động lực sưu tầm nhiều cây đẹp về phục vụ cho cô chú anh chị ạ. Rồi em xin chào quý cô chú anh chị, hẹn quý cô chú anh chị clip sau ạ. Em xin chào ạ.